Hiện tại tiền YouTube của Theo kiếm được chỉ đủ mua thức ăn cho rế cá ti ti thôi. Có hai mươi mấy đô một tháng thôi. Do lòng tốt của mọi người. Lòng tốt này không gì sánh bằng. Còn tiền giải cứu động vật của quý vị Bồ Tát là tiền của quý vị. Tôi sẽ kiếm lại tiền đó bằng việc quay phim. Đồ ăn của rái cá sáng nay chỉ còn nhiêu đây thôi. Nó phải ăn tới trưa. Sắp tới phải tranh thủ phát triển website bán đồ bơi. Không thôi sống không nổi. Mà bán đồ bơi quốc tế chứ không bán ở Việt Nam nữa. Em bán ở Việt Nam em bị cạnh tranh mấy cái đồ dởm quá. Đồ của em phải bán quốc tế mới có giá trị, vì gì đồ thiết kế để biểu diễn trong các thủy cung á. Thậm chí kênh YouTube của em cũng sẽ không còn có chia sẻ tiếng Việt nữa. Bởi vì trẻ em ở đây, người lớn ở đây ủng hộ em không có nhiều. Nên những gì em chia sẻ chắc chắn sẽ không còn nữa. Trên kênh Tiôn sẽ không còn. Đây là chỗ ngủ an toàn của Rai Cá Ti Ti đó quý vị ơi. Em trốn trong nhà bếp á. Em ngủ ở đây nè. Đó. Rồi, em ăn no tạm tạm rồi đó, giờ em ngủ bơi xong luôn. Tiêu thì trưa khoảng 1 2 giờ trưa có cá ngao về sẽ phóng phát sanh tiếp cho anh Khổng Tường Phát. Ăn no chưa con? Chưa đâu, cái bụng còn còn mớp lắm. Cái bụng còn mớp lắm. Nhưng mà thôi, sáng ăn vậy thôi ha. Nha. Còn con, sáng đi ăn bẩn rồi đúng không? Tình hình là khó khăn. Ăn uống kham khổ như vậy để tích phước, để làm thần làm tiên nha. Chịu đựng đi. Tiêu thế. Nói chứ nước này để làm cơm cho chó. Hư hư chưa cho phép mà liếm vô đồ cúng mà liếm. Ê, hư hư đứa nào mà đụng vô là quýnh cho tẩn. Chi chi ăn luôn cho no đi, chưa khỏi ăn không. Buổi sáng quan trọng phát triển chiều cao tốt nhờ ăn sáng nè. Để test stand sáng cho nó ăn no một chút, ăn cho hết luôn, để này trộn cho chó. Chó nó ăn mùi.
chó nó ăn chực sao là quý vị thấy rồi đó. Chó là loài thích ăn chực. Và ăn những thứ dơ bẩn của con người để lại. Chị Tây nè. Ăn cho hết tôi dọn cái nồi luôn. Cái hộp này. Đó, còn đổ ra đứa nào ăn ăn đi. Đã miệng hồng rồi.